Hôm qua giờ nghe cái vụ bàn thờ đó hả, ta nói ta tức á. Cho nên là ngày hôm nay Chí Cảnh lên sẽ nói về cái vụ bàn thờ. Cái bàn thờ đó thật sự có phải do chị hai mua hay không? Tôi sẽ nói cho mọi người nghe để mọi người hiểu rõ cái câu chuyện, đừng có hoang mang. Ngày hôm qua có cái bà chị dâu, chị ơi chị ý rồi đó, bà lên bà bảo vệ em, bà binh vực em, bà kêu cái tiền đó là em của tôi, tôi định hổng nói rồi nhưng mà ấy ấy, cho nên bây giờ tôi nói nghe nè bà chị. Nếu như mà chị hai em của chị á có bỏ tiền ra mua bàn thờ nó đăng lên đi, đăng cái tin nhắn chuyển tiền đó má, hôm bữa mới đăng lên vụ Mỹ Mỹ đó có 10 triệu cũng đăng lên đó, bây giờ đăng lên đi bà để chứng minh. Chứ không phải cái bàn thờ đơn giản thì chị hai có thể bỏ ra, nhưng mà ví dụ như mua thêm ở phía sau đồ này nọ đó nghe ba mấy triệu cái xong mà chị hai bỏ qua, cũng bỏ mà bỏ qua tin nhắn của em gái chứ không có bỏ ra. Trời ơi nói nghe nè, mình nó bỏ ra 3 tỷ để mua xe hơi, ủa siêu xe tặng cái bà le le được, rồi sao cái bàn thờ có ba mấy triệu mà sao kỳ vậy trời, sao quảnh mặt làm ngơ vậy hả chị hai? Cái này là có bị ấy không nè, có bị dạy ấy không, dạy gái không? Trời ơi nghe sao mà với gái sao rộng rãi quá vậy, với gái cái bỏ 3 tỷ ra cái ok la liền. Mà nói nghe nè, trời ơi mua chiếc xe 3 tỷ mà cái bà kia đó, cái bà kia bà nhận 5 phút sau bà đòi đổi xe nữa, trời sang dễ sợ, không biết là tiền ai mà giữ thần vậy ha. Trời ơi là trời, nói nghe nè, cái vụ mà bàn thờ đó để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe, muốn nghe không? Muốn nghe không, tôi kể cho nghe. Trời ơi, bữa giờ nói nghe nè, bữa giờ mọi người chờ Chí Cảnh lâu lắm mà đúng không, bữa giờ cả 4 5 ngày không có ra clip, tại vì mọi người cũng biết cái đó, bữa giờ là bị kiểu mà lên núi tuôn thời gian, lên núi tuôn thời gian, bữa giờ kiểu mà đất nước cũng xảy ra rất là nhiều chuyện buồn, cho nên Chí Cảnh không có lên clip, tại vì một số cô chú anh chị khuyên Chí Cảnh làm cái gì làm, đợi đợi xong xuôi rồi hả lên đúng không mọi người. Thì Chí Cảnh là một người làm YouTube nhưng mà cũng có tâm á mọi người, bởi vì mình không có câu like câu view. Chí Cảnh biết là mấy ngày qua thì nói chung là sự kiện nó rất là hot đúng không, nhưng mà vì sao Chí Cảnh không ra bất kỳ một cái clip nào? Nếu như Chí Cảnh ra clip thì chắc chắn view sẽ rất là cao, nhưng mà đối với bản thân của Chí Cảnh thì sẽ không có bao giờ mà kiểu bất chấp như vậy đúng không. Bây giờ mình không có ra, không có view thì mai mốt mình cũng sẽ có, quan trọng là mình phải kiểu thể hiện cái sự tôn kính đúng không mọi người. Thì bây giờ sẽ trở lại với cái vụ bàn thờ ha. Đầu tiên mà tao nói cái vụ bàn thờ này sao mà tội nghiệp chú dễ sợ luôn, có cái bàn thờ mà cứ 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 réo thế này thế kia hoài. Đầu tiên á là cái con bé mà trợ lý, con bé trợ lý mà nghe mà kiểu mà nghe bình thường đó, nghe mà kiểu mà nghe bến tre đó, nó sau khi mà nó ao ra thì nó lấy cái bàn thờ theo, tại vì nó nói là nó mua thì bây giờ nó lấy theo. Trời, có cái bàn thờ mà cũng vậy nữa. Thì sau khi nó lấy ra đi rồi thì đâu có cái chỗ nào để mà thờ chú, thì Hồng Loan mới nói với chị hai á là chị ơi bây giờ là cái bàn thờ không có, thì bây giờ em sẽ mua một cái bàn thờ. Thì mình cứ và lúc đó thì Hồng Loan cứ dự dự tính đó là khoảng chừng mấy triệu thôi, nói chung là một cái bàn thờ khoảng mấy triệu thôi. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài đó đó thì người ta mới tư vấn vấn á mọi người, có nghĩa là mua cái bàn thờ không là một chuyện, còn mình ở phía sau đó mọi người, mình còn phải cái này cái kia đồ lên rồi cái khung đồ tùm lum hết trơn á. Thì ban đầu là chị 2 triệu là tại vì có mấy triệu, giống như kiểu dưới 10 triệu thì chị hai ok la. Nhưng mà sau khi về á thì ra đó thì người ta tư vấn, người ta nói muốn cho đàng hoàng á thì phải 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 tới 30 mấy triệu lận, mà mọi người biết rồi đó, chú á làm một nghệ sĩ nổi tiếng coi như một ông hoàng cải lương thì không thể nào mà mình thờ một cái bàn thờ mà nó đơn giản được đúng không mọi người, không thể nào một cái bàn thờ nó chỉ có cái kéo ngang như vậy được đúng không. Cho nên là chú dù sao cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, một cây đa cây đề trong cái bộ môn cải lương đúng không, là một ông hoàng hồ quảng, thì rồi thêm nữa là mỗi ngày có hàng hàng ngàn người khán giả người ta đến, người ta thắp nhang thế này thế kia, không phải mỗi ngày, nói chung là một năm đi biết bao nhiêu người người ta tới, thì không lẽ là mình làm một cái bàn thờ nó kiểu mà nó trơ trọi như vậy thì sao được đúng không. Dù sao chú cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên là người ta mới tư vấn là với cái tầm của chú như vậy đó thì phải có một cái như vậy thì nhìn nó mới được đúng không. Thì sau khi mà Hồng Loan nghe báo 30 mấy triệu thì cũng bị tá hỏa tâm tinh, tại vì lúc đó Hồng Loan rất là khổ.
Thì Hồng Loan mới về mới nhắn cho cái má chị hai đó là chị ơi, là kiểu mà bàn thờ không thì nó chỉ có mười mấy triệu đó, đó nhưng mà phải gắn thêm cái này cái kia, cho nên nó đã lên tới là 30 mấy triệu. Nhắn cho chị hai không trả lời, chị hai không trả lời, mà không biết có gọi hôm thì tôi không biết, không biết lúc đó cái số điện thoại của chị hai có liên lạc được hôm thì tôi không biết, nhưng mà có nhắn, có nhắn nha, có nhắn mà không thấy trả lời, nhắn không thấy trả lời nè. Để chiếc cánh đọc cho mọi người nghe cái nội dung tin nhắn nha. Chị hai, em muốn thưa chuyện với chị hai. Lúc đầu em nghĩ cái này chắc cũng không nhiều nên em sẽ mượn chị nơi đó, mượn chị đi, nhưng mà bây giờ nó nhiều quá cho nên làm cũng ngại. Tại vì biết làm sao không, nói tới cái vụ bàn thờ này mới nhớ nè. Đầu tiên á là lúc đó là Hồng Loan cũng tính nhờ mượn chị đi rồi, nhưng mà thấy ngại quá, tại vì á một người anh 30 mấy năm, ủa không phải, chắc cũng 20 mấy năm đúng không mọi người, thì cái sự keo sơn, cái sự gắn bó keo sơn, còn chị đi lúc đó mới vừa tới mà lúc đó là đã nhờ chị đi tùm lum rồi, cho nên Hồng Loan rất là ngại, không có dám mượn tiền chị đi. Mới nói nè là em định mượn chị đi nhưng mà thấy chị đi đã quá tốn nhiều tiền với anh em mình rồi, với em rồi, cho nên em rất là ngại thôi, thì cái đợt này em nhờ anh hai phụ với em. Không trả lời, không trả lời, mà nói nghe nè, tới cái vụ này tức dễ sợ luôn. Nói tới chị đi á, vừa vô cái lúc cái ngày đầu tiên mà chả dẫn chị đi vô á, chả ra điều kiện phí luật sư 300 triệu đó, muốn giúp thì 300 triệu bỏ ra. Trời ơi là trời, người ta tới người ta giúp mà làm như là ta tới để người ta xin xỏ hay là người ta được cái gì vậy? 300 triệu đó, luật sư đó, 300 triệu đó. Lần đầu tiên gặp mặt cái này vậy đó mọi người. Hồng Loan là Hồng Loan ngại luôn. Hồng Loan ngại, Hồng Loan về nhắn tin cho chị Ni đó, thôi chị ơi đừng buồn nha, đầu này nọ rồi đó. Chị đừng buồn em đâu. Còn chả hả gì đó mọi người, giống như kiểu mà hả ta tới cái là giúp vậy là cái một cái ân huệ dữ dội cho chị Ni đó. Phí luật sư 300 triệu đó. Nhắm được không? Nhắm giúp vô không? Ấy thì phải bỏ ra như vậy. Trong khi đó trách nhiệm là của ai? Trách nhiệm là của ai? Tôi nói cho mọi người nghe nè, bây giờ Hồng Loan có thể mua cái bàn thờ 5-6 triệu, 3-4 triệu cũng được. Cũng được. Nhưng mà người ta cười ai? Người ta cười vô mặt ai? Người ta cười vô mặt chị hai. Chứ người ta không có cười vô mặt Hồng Loan. Tại vì lúc đó Hồng Loan rất là khổ, rất là nghèo, rất là khổ. Coi như là không có cái tủ lạnh để mà không có cái tủ lạnh để mà đựng đồ nữa. Lúc đó khán giả cho đồ đó mọi người là không có cái tủ lạnh, phải mua cái thùng đá nữa. Cho nên nếu như mà một cái bàn thờ sơ sài á thì người ta đâu có cười Hồng Loan. Tại vì Hồng Loan quá khổ, 5 đứa con. Người ta cười là cười chị hai. Tại vì chị hai đã lên báo, chị hai nói gì nè, bây giờ tôi đã có một cái sự nghiệp ổn định, xô chậu đồ rất là ok le. Tôi cũng có cơm việc kinh doanh riêng đồ. Trời ơi, giàu có quá vậy. Giàu có quá mà tiếc chi cái bàn thờ với cha của mình. Một người cha đỡ đầu mình, một người cha đã cho mình cái sự nghiệp, đúng không mọi người? Mà mình tiếc chi thật sự đối với bản thân của Chí Cảnh á. Ví dụ như Chí Cảnh có một cái người cha mà giúp cho Chí Cảnh có một cái nghề như vậy đó. Tôi nói thiệt chứ không phải cái bàn thờ nữa, mà tôi đi xây cái mộ luôn. Tôi xây cái mộ quá mọi người. Tôi dành tôi xây cái mộ luôn. Tôi bán nhà nghe, bữa hổm lên đăng mấy cái mà bán nhà rồi đó mọi người, mấy tỷ đâu không đó. Trời ơi, nếu mà tôi mà có một cái người cha mà giúp cho tôi có một cái sự nghiệp và nghệ thuật cỡ đó đó nha, tôi thấy thiệt chứ cái mộ là tôi dành cho làm. Cho nên là nếu là tôi nha, là tôi dành là tôi làm mộ, làm đồ luôn, chứ không có chỉ cái bàn thờ đó. Tại sao đối với cái bà le le có thể bỏ ra rất là lẻ làng 3 tỷ để mà mua chiếc xe siêu xe, mà với chú lại tiếc cái bàn thờ 30 mấy triệu. Thì cái bà mà chị đó bả lên bả kêu là em bả bỏ tiền ra đó, thì bỏ tiền ra bao nhiêu, bỏ ra như thế nào, giúp ta bao nhiêu. Bữa hổm đã đăng cái phiếu chuyển tiền cho Mỹ Mỹ đó, thì bây giờ lỡ là đăng luôn đi, để cho người ta hiểu rõ bản chất, để cho người ta coi thử coi trong cái vụ bàn thờ đó ảnh bỏ ra bao nhiêu tiền.
ảnh đã bỏ ra cái số tiền 30 mấy triệu hay chưa. Sau khi mà Hồng Loan nhắn tin cho chị Hai á, mà chị Hai không có trả lời, chị Hai lúc đó không biết là chị Hai có đang đi mua siêu xe hay không, thì không biết, nhưng mà chị Hai không có trả lời em gái nha. Nhưng mà lỡ mà em gái mà họ làm cái gì mà không có nhắn cho chị Hai đó, là chị Hai sẽ nổi đó lên, anh nó làm cái gì nó còn không hỏi ý kiến tôi hết trơn á. Nhớ cái vụ ghi âm không? À, họ cái gì cũng hỏi nghi, họ không có hỏi chị Hai, chứ người ta nhắn cho chị Hai không trả lời sao hỏi được má. Chị Hai này lạ lùng ghê á, chị Hai này kỳ quá à, chị Hai này khó ăn khó ở. Chị Hai này khó ăn khó ở nha mọi người. Trời ơi, người ta nhắn thì không trả lời, người ta không nhắn thì trách hờn. Rồi, bây giờ chiếc ảnh sẽ đọc tiếp nha. Thì sau khi mà Hồng Loan nhắn cho chị Hai đó, chị Hai không trả lời. Rồi lúc đó Hồng Loan cũng đang rối, tại vì bây giờ bàn thờ là phải lấy về chứ bây giờ bỏ để đâu bây giờ, đúng không? Đâu thể nào mà bỏ để chú ở một cái nơi mà kiểu tạm bỡ được, đúng không mọi người? Cho nên là Hồng Loan cũng đang rất là rối. Và trong lúc bối rối đó, và lúc đó thì Hồng Loan đã nhắn cho chị Ba. Lúc đó Hồng Loan đã nhắn cho chị Ba. Thật ra đầu tiên là chị Hồng Loan cũng không có muốn nhắn cho chị Ba, tại vì trước đó là chị Ba đã lo nhiều rồi. Trong quá trình mà chú bị bệnh đó là chị Ba đã hết mình rồi, cho nên Hồng Loan cũng rất là ngại. Cho nên lúc đó thì cũng nói chung là rất là thương cho Hồng Loan luôn mọi người. Lúc đó cũng không biết nhờ vả ai nữa. Mọi người có biết rồi đó, cũng rất là khổ nè. Để bây giờ chị cả sẽ đọc cái tin nhắn mà Hồng Loan gửi cho chị Ba ha. Em thưa với chị chuyện này nha. Hôm bữa em có báo với chị là em sẽ trang trí cho Ba đó, nhưng mà ban đầu chắc cũng không bao nhiêu tiền, nhưng mà tính mượn chị Ni, nhưng mà cũng hơi ngại. Rồi có nhắn cho chế Hai, nhưng mà chế Hai không trả lời, cho nên là thôi chuyện này chế gán chế giúp em đó, chế gán chế giúp em một ít nha, chứ bây giờ em cũng rối quá. Sau đó thì chế Ba đã duyệt ngay lập tức, chị Ba đã duyệt ngay lập tức, chị Ba trả lời ngay lập tức, ok em. Tao nói có bà chị xứng đáng dễ sợ không? Chị Ba, chị Hai khác nhau dễ sợ không mọi người? Chị Ba với chị Hai khác nhau, giống như kiểu một trời một vực như vậy đó mọi người. Một bên thì trời ơi, đúng là hai cái level nó không có giống nhau. Hai cái level nó không giống nhau. Chị Hai thì nhắn không trả lời, không biết bận làm gì. Còn chị Ba nhắn cái ok liền, ok liền luôn. Mà tao nói á, nói chung là đối xử với chú như vậy đó mọi người, cho nên bây giờ là cái sự nghiệp nó vậy đó là vừa. Đối xử với chú tệ như vậy thì bây giờ cái sự nghiệp sao mà lên được, đúng không? Cho nên bây giờ bị tẩy chay, bị người ta ghét rồi bị bà bảy màu bà ghi âm rồi đó. Đâu phải là đơn bình thường đâu mọi người, giống như nó xui khiến đó mọi người, nó xui khiến đó chứ không phải bình thường đâu. Kiểu cái tại sao bà hoa hậu bà ghi âm được, kiểu lúc đó bà cũng xui khiến, nhiều khi chú xui khiến đúng không mọi người, chú xui khiến rồi chú cũng xui khiến nhiều chuyện này chuyện kia để từ từ người ta phát hiện được cái bản chất con người chị Hai là như thế nào. Có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cho cái bà Le Le một chiếc xe 3 tỷ, nhưng mà rất là đắn đo bỏ 30 mấy triệu ra để mua một cái bàn thờ cho cha, một người cha đã cho mình cái sự nghiệp, cho mình cái tên tuổi. Thì với cái cách làm như vậy thì chiếc cảnh nghĩ rằng nó hơi bị quá vô tình. Và nếu như mà nói tới từ vô ơn thì chiếc cảnh nghĩ rằng ai sẽ xứng đáng với cái từ vô ơn, đúng không mọi người? Cái từ vô ơn đó nên dành cho ai? Bữa hổm thì chị Hai đó có lên, chị Hai có nói đạo lý về cái sự vô ơn, có nghĩa là trách Mỹ rồi thế này thế kia. Chị Hai nói là chị được dạy về cái sự biết ơn rồi thế này thế kia đó mọi người, nhưng mà không biết là chị có được dạy kỹ hay chưa. Chứ một cái người mà đã giúp đỡ mình có một cái sự nghiệp, và nhờ cái sự nghiệp đó thì mình mới tạo được tiền tài vật chất của cải, mình mới có được một cái cuộc sống ăn trên ngồi trước, mình mới nhận được sự yêu thương của rất là nhiều người. Và đặc biệt chị Hai nên nhớ cái điều này, trước cái đám tang của chú, cái tên chị Hai đã chìm vào quên lãng rồi. Trước cái đám tang, cái tên chị Hai đã chìm vào quên lãng, và truyền thông cũng không có một lần nào nhắc tới chị Hai. Cái tên của chị Hai chỉ được hâm nóng trở lại khi cái đám tang diễn ra đó.
rồi sau cái đám tang rồi chị hai lên mộ rồi thế này thế kia, rồi lúc đó xô chậu mới dập dìu đối với chị hai. Chứ trước đó chị hai nên nhớ lại cái khoảng thời gian trước cái đám đó, thì chị hai có thật sự thoải mái hay chưa, chị hai có ok la hay chưa, để rồi ngày hôm nay chị hai mới nói cái câu á là bây giờ sự nghiệp của chị hai đã rất là ổn định rồi, chị hai xô chậu rất là nhiều, cho nên với cái mối quan hệ với cái chị Le Le đó là tình cảm thật sự, chứ không phải lợi dụng. Tại vì chị hai cũng đã rất là giàu có rồi, chị hai không có cần lợi dụng ai hết, đó là không có diễn gì hết, đó là sự thật đó ha. Thì chị Cảnh sẽ nói cho mọi người nghe một cái câu này nó rất là hay, là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái miệng đời đó mới là một cái mà đáng sợ nhất đó mọi người. Và cái hình ảnh của chị hai thì thật sự đã sụp đổ trong lòng công chúng rồi. Và từ đây về sau thì chị hai sẽ chịu cái sự miệng đời đó chị hai ha. Chị hai sống thì nói chung là em ơi có bao lâu, 60 năm cuộc đời, trong suốt 60 năm trở về trước thì chị hai rất là bình thường, chị hai không có bị gì cả. Nhưng mà người ta có nói một cái câu là 70 chưa gọi là lành, 30 chưa gọi là tết. Cho nên những ngày mà gần cuối đời thì bất ngờ là xảy ra tai tiếng này tai tiếng nọ. Và từ đây về sau thì có vẻ như ngoài cái fan cuồng của chị hai rồi fan cuồng của chị La Le ra một cái sự ít ỏi đó thôi, thì nói chung là chị hai cũng sẽ không thể nào có thể được sự yêu thương giống như trước kia nữa, đúng không? Và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy qua cái sự tương tác đó mọi người. Cho nên á, ngày hôm nay trả lời về cái vụ bàn thờ đó thì cô chú đã hiểu rõ chưa? Bây giờ chị Cảnh sẽ chốt lại một cái vấn đề cuối cho mọi người hiểu rõ ha. Là cái bàn thờ thì đầu tiên là cái con trợ lý nó mua về nó thờ, thì sau khi nó ao ra thì nó đòi cái bàn thờ theo. Thì trong cái lúc đó thì không có bàn thờ thì Hồng Loan mới đi ra để mà mua một cái bàn thờ. Thì ban đầu Hồng Loan cũng dự định á, cứ nghĩ rằng mình mua cái bàn thờ thì không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà sau đó thì phát sinh thêm rất là nhiều, tại vì với cái tầm của chú, với cái danh tiếng của chú và với cái sự mà ủng hộ của khán giả thì rõ ràng không thể nào thờ một cái bàn thờ mà nó quá đơn độc, nó trơ trọi như vậy thì người ta cười, đúng không mọi người? Mà người ta cười ai? Người ta cười những người có điều kiện, chứ người ta không có cười Hồng Loan đâu. Tại vì người ta thấy Hồng Loan rất là khổ, lúc đó rất là khổ chứ không có được quy hoàng giống như bây giờ. Hay người ta cười là cười ai? Cười những người có điều kiện, có sự nghiệp mà tiếc với cha mình một cái bàn thờ cho nó đàng hoàng đó. Thì sau khi mà Hồng Loan đi ra thì người ta mới tư vấn là phải mua thêm cái này. Nói chung là mọi người biết ở đó một cái bàn thờ thì ở phía sau, nhìn cái bàn thờ hiện tại của chú bây giờ nó rất là hoành tráng, đúng không? Nó có khung rồi nó có này có kia, nhìn vô một cái là nó rất là hoành tráng luôn mọi người, nó rất là đẹp luôn á ha. Thì để mà có được cái sự chỉnh chu như vậy thì nó phải tới 30 mấy triệu lận. Thì lúc đó thì Hồng Loan là một cái người cũng khá là thấp cổ bé họng, không có tiếng nói gì cả, cũng không có biết kêu gọi ai, rồi cũng không có được nhiều sự ủng hộ nữa mọi người. Chỉ có thể trông cậy vào một cái người chị hai, hoặc là chị ba, hoặc là chị Ni mà thôi. Nhưng mà trước đó thì chị ba cũng đã lo lắng rất là nhiều. Chị Ni lúc đó thì cũng mới quen thôi, cũng mới vừa tới thôi, mà lúc đó chị Ni cũng đã lo lắng quá nhiều rồi, thì không lẽ mình đòi hỏi hoài như vậy rất là kỳ. Nhiều khi mà mới vô mà mình làm như vậy, nhiều khi chị Ni cũng giỏi, đúng không mọi người? Mới vô mà trời, cái gì cũng tiền. Ê chị ơi, thì nhiều khi chị Ni cũng giỏi, đúng không? Cho nên phải cái gì cũng phải từ từ, chị Ni cũng phải nhìn cái quá trình như thế nào, đúng không? Cho nên Hồng Loan là một cái người có lòng tự trọng rất là cao, cho nên Hồng Loan không thể nào kiểu mà cứ nhắn mượn chị Ni hoài như vậy. Thì lúc đó thì Hồng Loan mới nhờ tới chị hai, mới nói là chị hai ơi, bây giờ cái số tiền nó cũng lớn như vậy đó, mà em nhờ chị Ni hoài thì em cũng thấy ngại, thì thôi chị hai phụ em. Nhưng mà chị hai không có trả lời, chị hai không có trả lời trả vốn gì cả. Nói chung là chị hai cũng kỳ ha, ít nhất thì mình không trả vốn thì mình cũng phải trả lời, đúng không mọi người? Ví dụ như mình không trả vốn thì mình cũng phải trả lời, còn này chị hai không trả lời trả vốn luôn, chị hai kỳ. Thì cái này kỳ nha, bây giờ em gái nhắn mà không trả lời trả vốn gì hết trơn, lúc đó chắc bận đi lựa siêu xe mà lựa sai màu, tại vì bà Le Le bà nói ba đâu thích màu xanh, ba thích màu hồng, màu hường gì đó mọi người. Cho nên sau khi bà nhận xe 5 phút sau bà đổi theo cái khác đó, trời ơi là trời.
Bởi vì người ta có tiền ha, người ta lạ lùng ghê ha, người ta có tiền người ta nói chuyện ra cũng thấy cũng mắc cười thiệt luôn á. Có xe đi rồi hả, 5 phút sau họ đổi xe mới, 5 phút đổi xe mới, làm như là tiền giống như lá mít như vậy đó. Cho nên tiếc với cha của mình, tiếc với cha nuôi của mình một 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 cái bàn thờ 30 mấy triệu, nhưng mà rất là kiểu mà rất là sẵn lòng để mà bỏ ra 3 tỷ mua một chiếc xe để mà tặng bà Le Le, tặng bà Le Le. Bây giờ thì sẽ gần cuối clip rồi, cho nên Chí Cảnh sẽ không có đủ thời gian để sẽ nói về cái chương trình chuông vàng giọng cổ ha. Chuông vàng giọng cổ thì một cái chương trình mà chị Hai làm giám khảo. Chí Cảnh sẽ ra một cái clip, sẽ ra một cái clip về cái chương trình này và sẽ kêu gọi tẩy chay. Chí Cảnh hy vọng rằng sau cái clip của Chí Cảnh sẽ được mọi người chia sẻ rất là mạnh, và ban tổ chức sẽ xem xét lại cái vị trí giám khảo của chị Hai. Cho nên ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ ra rất là nhiều clip để bù cho những ngày tháng mà Chí Cảnh không có ra clip nha mọi người. Và chắc chắn trong cái chương trình chuông vàng giọng cổ, Chí Cảnh sẽ đưa ra những cái lý lẽ cực kỳ thuyết phục để cho ban tổ chức sẽ xem lại cái tư cách đạo đức của chị Hai. Và Chí Cảnh hy vọng rằng mọi người hãy chia sẻ mạnh cái clip đó nha. Chuông vàng giọng cổ sẽ là không thể nào để cho một cái giám khảo mà có cái lối sống như vậy được. Nói chung là cái lời nói của chị ấy đó đã quá kiểu nó đã quá mâu thuẫn rồi, thì liệu chị đó có đủ tư cách, đủ cái sự công tâm để mà chấm thi hay không. Đó, cái clip này thì mình sẽ nói về cái bàn thờ, và trong clip sau thì Chí Cảnh sẽ nói về chương trình chuông vàng giọng cổ. Và sau cái clip của Chí Cảnh thì Chí Cảnh hy vọng rằng mọi người hãy chia sẻ thật là mạnh để ban tổ chức sẽ loại chị Hai ra khỏi ban tổ chức nha, ở khỏi ban giám khảo nha. Có nhiều người nói là chừa cho chị Hai con đường sống rồi thế này thế nọ, nhưng mà mọi người sẽ không biết được chị Hai làm cái gì, chị Hai như thế nào, chị Hai đó, nói chung là cái gì nó cũng có lý do, chẳng qua là mọi người không có biết được những gì mà chị Hai làm. Cho nên mọi người kiểu mà thánh thiện, thôi cho người ta đường sống rồi thế này thế nọ, nhưng mà với một cái người mà sống không có kiểu không biết trước biết sau, không có trọng tình nghĩa, thì chúng ta có nên cho họ con đường sống hay không? Và quan trọng là họ có cho chúng ta con đường sống hay không? Họ có cho Hồng Loan có thể yên ổn được hay không? Nha mọi người nha. Cho nên là cuối cùng thì mọi người ơi, Chí Cảnh có bán kem đánh răng và lăn khử mùi nha. Mọi người nhớ mua hàng ủng hộ Chí Cảnh nha mọi người. Chí Cảnh có bán kem đánh răng và lăn khử mùi nha. Lăn khử mùi là gan lăn này nó rất là thơm nha mọi người. Nó thơm trong vòng 48 tiếng. Nó sẽ ngăn ngừa ra mồ hôi, và đặc biệt là nó không có làm ố áo vàng áo. Nó rất là thơm nha. Cái này thì 350 giảm còn 250 nha mọi người nha. 350 giảm xuống còn 250. Mọi người mua ủng hộ Chí Cảnh đi. Chí Cảnh cũng không có nhiều đâu, chỉ còn khoảng mười mấy cái nữa là hết rồi. Mọi người thương Chí Cảnh thì mua nha. Cái này 350 giảm xuống còn 250, nó rất là thơm, nó rất là sang luôn á mọi người. Và đồng thời Chí Cảnh có kem đánh răng siêu trắng nha, kem đánh răng rét siêu trắng. Cái này thì khi mọi người sử dụng thì cái răng mình nó rất là trắng, và đặc biệt nó rất là thơm, và nó ngăn ngừa sâu răng, và nó cũng có một số thành phần để chống bê bút nữa, nó cực kỳ tốt luôn đó. Một tiếp như vậy nha mọi người, một tiếp như vậy là 250 nha, một tiếp như vậy là 250 nha, một lóc như vậy là 5 tiếp và một tiếp là 250. Nếu như mọi người mua một lăn với một kem á thì Chí Cảnh sẽ miễn ship nha. Cho nên là cô chú anh chị ơi, ai mà thương Chí Cảnh thì mua ủng hộ Chí Cảnh. Số Zalo của Chí Cảnh là 0938 386787 nha. Chí Cảnh xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.